Cô dâu 62 tuổi thừa nhận bày trò câu view để bán hàng nhưng lại bị bạn thân chê đểu. Đoạn livestream mới đây của cô dâu Thu Sao đã tiết lộ nhiều sự thật khiến không ít người ngỡ ngàng. Cặp đôi cô dâu Thu Sao 62 tuổi và chồng Hoa Cương 27 tuổi ở Cao Bằng từng gây sốt khắp cộng đồng mạng vì sự chênh lệch độ tuổi khó tin giữa họ. Không những vậy, cặp đôi này còn bị ném đá một thời gian dài vì thể hiện tình cảm quá lố. Cô dâu gây sốc khi phẫu thuật thẩm mỹ cho xứng với chồng hay tuyên bố cưới thêm vợ hai cho chồng cùng những hành động gây sốc khác. Trước đó, cô dâu 62 tuổi này rất thường xuyên livestream trên mạng xã hội, một ngày có khi phải hai lần. Ấy vậy mà dạo gần đây, tài khoản Facebook có cả ngàn người theo dõi của Thu Sao bỗng dưng im hơi lặng tiếng bất ngờ. Và trong lần trở lại mới đây, cô dâu 62 bất ngờ tiết lộ một người bạn đã chiếm đoạt Facebook của mình nhằm mục đích trục lợi cho bản thân. Chị cho biết thời gian qua, chị đã bị một người bạn sử dụng nick Facebook cá nhân của mình quá nhiều. Đối với chị, Facebook giống như một ngôi nhà riêng, nên chị cũng muốn được tự do trong chính ngôi nhà của mình. Ra khóa về mở, không cần phải xin phép ai cả, chị Sao nói. Sở dĩ người bạn này được quyền sử dụng Facebook của chị là do trước đó cả hai có thỏa thuận. Người này sẽ thuê hacker chia sẻ livestream nhiều, nhằm tăng lượng người xem, theo dõi cho mục đích cuối cùng là bán hàng online. Do tin tưởng, nên chị giao cả mật khẩu cho người này. Nhưng càng về sau, chị Sao lại bị khống chế việc sử dụng Facebook. Không được livestream, chị đã xuống Hà Nội để nói chuyện với người này nhưng bị tránh mặt. Sau đó, chị quyết định đổi mật khẩu và bị người này gọi điện thoại nói những lời rất khó nghe. Tối hôm đó, chị không còn vào được Facebook của mình nữa. Để chứng minh cho lời nói của mình, chị Thu Sao đã cung cấp bằng chứng là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của chị và người bạn. Trong đoạn ghi âm, người bạn thanh minh, mình không hack nick của chị Sao. Vì hai vợ chồng cãi nhau và anh Cương bỏ đi, nên người bạn này và chồng chị mới ẩn nick đi để chị Sao gọi anh Cương về. Đoạn ghi âm vô tình tiết lộ cặp vợ chồng thị phi này cãi vã không ít, anh chồng cũng bỏ về nhà mẹ đẻ cách đây ít lâu. Em làm thế là vì chị. Nghĩ chị già rồi, chỉ có một mình, nếu bỏ anh Cương thì chẳng còn ai đến với chị. Mà kể cả anh Cương bỏ chị rồi, đi bước nữa thì cũng khổ. Em nghĩ cho chị, nhưng chị lại đối xử quá đáng với em. Người bạn này nói, em là người gây giận nên nick này, nếu chị mà không đàng hoàng thì không bao giờ em để chị dùng nick này đâu. Người bạn này nói thêm. Khi người bạn lên tiếng đòi số tiền 20 triệu chưa rõ lý do, thì đoạn ghi âm bị chị Thu Sao tắt đi. Sau khi cho mọi người nghe đoạn ghi âm, cô dâu 62 tuổi mới tiếp tục kể thêm về người bạn này. Chị cho biết, trước đây hai người có mối quan hệ tốt, người này từng giúp chị làm răng sứ và sau đó livestream quảng cáo về dịch vụ làm răng. Chị Sao cũng giúp đỡ bạn bằng cách thuyết phục mọi người rằng, không đâu làm đẹp lắm mọi người làm đi, dù thực tế chị làm răng rất đau. Răng mới làm, nhưng phần chân răng đã đen xì. Chị Thu Sao sau khi bọc răng sứ, ngoài ra cũng chính người này lên kế hoạch mua vé máy bay cho hai vợ chồng chị hưởng tuần trăng mật ở Đà Nẵng, hay mời cô gái Phượng Thị Nở lên nhà để chị diễn vở kịch cưới thêm vợ hai cho chồng. Cặp đôi tình tứ chụp ảnh cưới trong chuyến trăng mật ở Đà Nẵng. Chị cũng từng livestream tuyên bố sẽ cưới Phượng Thị Nở làm vợ hai cho chồng. Kết thúc livestream, chị Thu Sao cũng tuyên bố sẽ nhờ an ninh mạng lấy lại nick cho mình. Câu chuyện này dù nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, nhưng đa số đều tỏ ra ngán ngẩm trước những chiêu trò câu view, câu like của hai vợ chồng chị từ trước đến nay. Trung Dũng, vì gạo nếp gạo tẻ tôi bị mẹ chửi ngu, Thúy Ngân sợ mắng không dám qua nhà. Nam diễn viên Trung Dũng tiết lộ mẹ của anh là một khán giả trung thành của bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ và bà rất bức xúc với hai nhân vật Kiệt Hân. Mối tình tay ba căng thẳng của Hân Kiệt và Phúc trong Gạo Nếp Gạo Tẻ dù đã kết thúc nhưng sức nóng của bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ cùng những câu chuyện bên lề của bộ phim vẫn chưa hạ nhiệt. Mới đây, nam diễn viên Trung Dũng đã khiến khán giả thích thú khi tiết lộ câu chuyện dở khóc dở cười liên quan tới mẹ anh. Hóa ra mẹ của Trung Dũng cũng là một khán giả trung thành của bộ phim. Không những vậy, bà còn rất bức xúc với nhân vật Hân, Thúy Ngân và Kiệt con trai mình. Nam diễn viên kể lại với báo chí, mẹ tôi vừa xem phim vừa khóc vừa mắng Hân, bà chửi mắng nhiều quá nên bị mệt. Lắm lúc thiếp đi khi đang xem, nhưng khi tỉnh dậy bà lại tiếp tục xả tức, cứ thế đến lúc hết phim. Không chỉ mắng Hân, bà còn nhắm vào Kiệt, ngu gì mà ngu dữ, tao đâu có dạy nó như vậy mà nó ngu dữ. Có lần bà gọi cho tôi và nói, mẹ coi mà khó chịu quá định không xem rồi, nhưng mỗi lần xem lại thấy con quỷ đó hành hạ con mà mẹ không chịu được. Con lấy nó làm gì bỏ ngay. Tôi bảo mẹ nếu vì phim mà mệt quá thì mẹ đừng coi nữa, ấy vậy mà mẹ vẫn coi đủ 109 tập và chửi suốt mấy tháng liền. Chưa phim nào của tôi mà mẹ phản ứng dữ dội như vậy. Cũng vì mẹ Trung Dũng quá ghét Hân nên nữ diễn viên Thúy Ngân đâm ra sợ, cô không dám tới chơi nhà Trung Dũng vì sợ bị mẹ anh chửi.
Trước tin đồn Thúy Ngân và Trung Dũng phim giả tình thật, anh thoải mái chia sẻ. Trong số các diễn viên chẳng còn ai độc thân nữa, nên mọi người mới gán cho tôi và Thúy Ngân là một đôi. Chắc nhìn tôi và Thúy Ngân cũng có tướng phu thê, nên những người xung quanh mới ghép như vậy. Thế nhưng tôi lớn hơn Thúy Ngân 19 tuổi và có thể đẻ ra nó đấy. Trong quá trình làm phim tôi thương nó nhất. Tôi như tài xế của nó, đi đâu cũng chăm sóc, như nó là bà nội của mình vậy. Nó ăn gì uống gì tôi cũng phải chăm sóc. Nhiều hôm đi chơi khuya, tôi cũng đưa nó về tận cửa chung cư, chờ nó lên nhà rồi mới quay xe đi. Tôi chăm sóc nó như anh em thân thiết, chứ không phải tạo cảm giác gần gũi để đóng phim. Trung Dũng cũng từng tiết lộ với báo chí rằng hiện tại anh đang hẹn hò cùng bạn gái kém gần 20 tuổi. Hiện tại tôi và bạn gái không quan tâm lắm, đến lúc nào sẽ kết hôn. Cô ấy còn trẻ, là người ngoài ngành giải trí, thích đi đây đi đó. Khi quen tôi, cô ấy nói nếu quen được 1 năm thì sẽ quen 3 năm, quen được 3 năm thì sẽ quen 7 năm. Giờ chúng tôi đã qua mốc 3 năm, quá hiểu nhau rồi, kết hôn chỉ là một tờ giấy, nên cô ấy chỉ quan tâm tôi có thể yêu cô ấy nhiều như thế nào, quan tâm cô ấy ra sao mà thôi. Cô ấy cần tôi tốt với cô ấy, không ngoại tình là được. Đường tình duyên thuận lợi, sự nghiệp đi lên nhờ vai diễn kiệt, Trung Dũng đã có 1 năm thành công rực rỡ. Dù vậy, anh tiết lộ bản thân làm việc là vì đam mê. 10 năm, anh đã không còn để ý tới các giải thưởng nữa. Trung Dũng chia sẻ anh tới tham gia lễ trao giải Mai Vàng là vì trách nhiệm cùng đoàn làm phim, chứ chẳng bao giờ nghĩ xa xôi. Vì vậy, giải thưởng Mai Vàng cho nam diễn viên điện ảnh truyền hình được yêu thích đã là một trong những điều làm nên một năm bất ngờ của anh. Trịnh Thăng Bình phát ngôn ngày cuối năm thích đi giày nữ và có 2-3 đôi trong tủ đồ. Trịnh Thăng Bình bất ngờ cho biết trong tủ đồ của anh có khoảng 2-3 đôi giày nữ. Trong một talk show mới đây, Trịnh Thăng Bình đã có những giây phút chia sẻ khá thú vị về câu chuyện thời trang và tình yêu bản thân mình. Điều khiến khán giả bất ngờ nhất là việc Trịnh Thăng Bình tiết lộ rằng bản thân có khoảng hơn 50 đôi giày. Điều đặc biệt nhất là kích thước chân nam ca sĩ khá nhỏ, thậm chí có thể đi vừa giày size lớn nhất của nữ. Nên khi thấy thích kiểu dáng này mà nhãn hàng lại không có phiên bản dành cho nam, thì anh mua phiên bản nữ. Theo đó, anh có đến 2-3 đôi giày nữ trong tủ đồ ở nhà. Khi được hỏi có theo trường phái thời trang, fan thời tiết như Sơn Tùng MTB, nghĩ là trời nóng nhưng mặc cả chiếc áo lông to sụ đi sự kiện hay không, Trịnh Thăng Bình cũng khẳng định là mình thích mặc đẹp nhưng quan trọng là phải thoải mái. Anh cho rằng bản thân mình không mặc được như vậy nhưng có thể bất chấp với giày, nghĩa là miễn đẹp thì dù không thoải mái vẫn mang như thường. Thời gian gần đây, gu thời trang của Trịnh Thăng Bình bị nhận xét là khá nữ tính. Đồng thời, khi được MC hỏi về việc đã có người yêu chưa, Trịnh Thăng Bình cũng bất ngờ để ngỏ về vấn đề này. Giọng ca tâm sự tuổi 30 cho rằng ở tuổi của mình có công ăn việc làm ổn định, không đến nỗi xấu trai mà nói không có người yêu thì không đúng. Sau chuyện tình cảm đổ vỡ với Yến Nhi, Trịnh Thăng Bình khá kín tiếng về đời tư. Trong khoảng thời gian gần đây, nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình đã cho khán giả thấy ngoài việc là một nhà sản xuất âm nhạc giỏi, sở hữu và điều hành một công ty giải trí riêng, thì anh còn là một nghệ sĩ khá chăm chỉ khi liên tục cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới đều đặn. Không phải Lâm Tây, đây mới là cầu thủ khiến Mai Phương Thúy hết lời khen ngợi. Hoa hậu Việt Nam 2006 thích vẻ đẹp nam tính, trắng rỗi, đặc biệt là đôi mắt đầy cảm xúc của thủ thành Bùi Tiến Dũng. Nổi tiếng là một người duy mỹ, Mai Phương Thúy vẫn được mọi người đặt cho biệt danh là mỹ nhân ngôn tình. Cô từng hóm hỉnh khẳng định trai đẹp là chân ái. Người đẹp gốc Hà Thành chính là một trong những fan girl nổi tiếng rộng rãi, lời khen nhất showbiz Việt. Từ trai Âu, trai Á cho đến trai Việt, miễn là đẹp đều khiến Mai Phương Thúy mê mẩn và dành cho những lời khen có cánh. Mai Phương Thúy nổi tiếng là mỹ nhân duy mỹ, thích các chàng trai ngôn tình. Dù không phải là fan hâm mộ bộ môn thể thao vua, nhưng Hoa hậu Việt Nam 2006 vẫn theo dõi thông tin các trận đấu và tuyển thủ Việt Nam. Các em thực sự xuất sắc, đáng ngưỡng mộ, đặc biệt là sự tài tình của huấn luyện viên Park Hang-seo, chú ấy cũng rất đáng yêu. Mai Phương Thúy dành lời khen cho các tuyển thủ U23 Việt Nam. Đặc biệt, Mai Phương Thúy cũng cho rằng các tuyển thủ của U23 Việt Nam ngoài đá bóng hay thì cũng rất đẹp trai. Tôi khá thích vẻ nam tính của thủ môn Bùi Tiến Dũng, bạn ấy có một đôi mắt nhiều cảm xúc trong một ngoại hình rắn rỏi, Mai Phương Thúy cho biết. Hoa hậu Việt Nam thích vẻ rắn rỏi và nam tính của thủ thành Bùi Tiến Dũng, đặc biệt là đôi mắt đầy cảm xúc. Bùi Tiến Dũng bảnh bao lịch lãm với sơ mi trắng, anh vẫn được mệnh danh là soái ca của làng bóng đá Việt. Chấn động, 4 cầu thủ Trung Quốc dính dáng bán đồ tại ASEAN Cup 2019.
Sau thất bại nặng nề tại ASEAN Cup 2019, giờ đây đội tuyển Trung Quốc còn đang phải đối diện với nghi án các thành viên trong đội tuyển quốc gia của họ dính líu cá độ tại giải đấu châu lục. Không lâu sau khi đặt chân về nước, đội tuyển Trung Quốc đang phải đối diện với một scandal rung động khi 4 thành viên của đội tuyển quốc gia nước này bị tố bán đồ tại ASEAN Cup 2019. Cụ thể, theo trang Twitter có tên US Football chuyên đưa tin về bóng đá Trung Quốc, một cựu cầu thủ của câu lạc bộ Jinsu Suning ở giải vận động quốc gia Trung Quốc đã tiết lộ rằng có 4 học trò của ông đã đặt tiền vào cửa thua của Trung Quốc trước đội tuyển Iran ở tứ kết. Nhóm cầu thủ này bao gồm Hao Junmin, Wuxi, Fan Xiaoting và Sike. Cả 4 cái tên trên đều ra sân đá chính trước Iran. Tiền vệ Wuxi và trung vệ Fan Xiaoting đã bị thay ra rất sớm ở các phút 25 và 28. Riêng Hao Junmin và Sike được thi đấu đến hết 90 phút. Để củng cố cho những thông tin trên, tài khoản Twitter còn đăng tải đoạn chat của một cầu thủ câu lạc bộ đang thi đấu tại China, Superland, để làm bằng chứng. Cũng theo tiết lộ này, việc trung vệ Fan Xiaoting bị câu lạc bộ Jiangsu Everyday đẩy xuống chơi cho đội trẻ vì mắc sai lầm trong trận gặp Iran là không chính xác, mà đó được coi là hình phạt vì tham gia bán độ. Theo tờ báo của Trung Quốc, huấn luyện viên trưởng đã chỉ đạo dự cuộc họp báo qua loa sau trận đấu với Iran, rồi chở ra xe riêng đi cùng vợ và không đi cùng xe buýt với các học trò. Cũng theo nhiều nguồn tin, ông Lippi đã tỏ ra tức giận và đập phá phòng thay đồ sau khi hiệp 1 kết thúc. Nếu thật sự 4 cầu thủ kể trên dính líu bán độ, thì đây sẽ là một vết nhơ xấu hổ của bóng đá Trung Quốc. Bóng đá Trung Quốc trong năm qua đã được đầu tư rất nhiều nhưng không giành được những thành công đáng kể.